Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hỏi Phát Hiện. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip về chế đồ nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ thử tính năng Chí Tôn Miên Bố cho mọi người xem nha. Sẽ chế một cái yêu đái để mà thay thế cái trùng lâu đới. Đấy. Để xem là chế được Chí Tôn Miên Bố là nó có ra được đồ 9 sao không nha mọi người. Nó sẽ ghi ở đây là chế từ 5 cho tới 9 sao. Thì mình sẽ thử xem thế nào nha. Đầu tiên thì mình sẽ điểm kim nguyên liệu. Thì điểm kim là điểm kim được từ nguyên liệu cấp 3 thôi nha. Đây. Cần cái này với lại một cái điểm kim ngọc. Đấy, cứ như vậy mình điểm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ điểm hết cái đống này nha. Đấy, điểm hết cái đống này để xem mình chế. Hôm nay mình sẽ chế nha. Cái này là cái có sẵn nha, để xem là mình chế có ca được cái nào xịn hơn cái này không. Hôm nay đã hợp điểm kim 5 lần rồi, xong rồi. Tôi không có ngờ đến cái vụ này, có nghĩa là nó chỉ cho hợp tối đa 5 cái trong một ngày thôi. Thì không sao, thì mình sẽ thử chế, làm cái video clip mà thử chế là từ vải bông ba nè, rồi vải bông ba, vải bông bốn và Chí Tôn Miên Bố để xem là nó sẽ có những cái món vật phẩm nào ngon nhé. Ok, thì bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ bắt đầu mình chế đây. Để chế thì mình sẽ cần phải có là cái yêu đá giả tọa đồ. Đây, chế là mình sẽ học cái tinh chế này nè. Cái bộ nguyệt nè. Đây, yêu đáy đã tàu đồ 10. Thì mình sẽ có đây tổng cộng là 5, 6, 11 với 12 là 23 cái. Hôm nay mình sẽ chế tổng cộng là 23 cái cho mọi người coi nhé. Ok, thì mọi người chờ mình đây. Thì mình sẽ mua đồ mình chế nha. Mình sẽ mua thêm 23 cái giám định phù nữa. Mua chẳng 30 cái luôn rồi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chế vải bông ba trước nha mọi người, vải bông ba trước. Đây. 12 cái. Ok, mình chế 12 cái đây. Rồi sau khi chế xong 12 cái thì mình sẽ tiến hành mình giám định nha mọi người. Ok. Để xem là vải bông 3 thì sẽ chế ra được gì, rồi vải bông 4 là sẽ được gì, và cuối cùng là Chí Tôn Miên Bố là mình sẽ được gì nha. Mọi người nhớ theo dõi hết cái video clip này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu kiểm hàng nha. Một cái 5 sao, một cái 4 sao, một cái 4 sao, một cái 4 sao. Một cái 5 sao, một cái 5 sao, một cái 4 sao, 4 sao, 6 sao, 6 sao, 5 sao, 5 sao. Rất là fail. Rồi bây giờ mình sẽ thử tới là vải bông 4 nha mọi người. Vải bông 4 để xem là vải bông 4 thì nó có khá hơn là vải bông 3 không. Ok. Xem nào, vải bông 4 mà xem nó khá hơn vải bông 3 không nè. Rồi bây giờ mình sẽ có 6 cái yêu đái bộ nguyệt của vải bông 4 nhé. Rồi mình sẽ thử giám định đây. Rồi ok, để xem nào, check hàng nào.
một cái 5 sao, một cái 8 sao, nhưng mà rất là sida luôn. Một cái 6 sao, một cái 6 5 sao, một cái 5 sao và cuối cùng một cái 6 sao. Rồi bây giờ mình chỉ còn có vải bông miên bí chí tôn miên bố thôi mọi người ạ. Thì mình sẽ thử nhé. Chí tôn miên bố nó ghi là từ 5 cho tới 9 sao. Để xem là có ra được độ 9 sao không. Rồi bây giờ mình sẽ giám định từng cái một cho mọi người coi luôn để xem là chí tôn miên bố sẽ như thế nào nha. Rồi ok. 5 sao. 5 sao. 6 sao. 5 sao. Và 6 sao. Cuối cùng thì sau cái thời gian thử thử chế thì mình nhận ra một điều rằng xài cái cũ vẫn ngon nhất. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này của mình. Thì nếu mọi người thấy video clip mình thú vị thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip kế tiếp của Hội Phát Khiên. Bye bye.